Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên chỗ nhà mỏng đi. Em lên với nhà một con DW. Thương hiệu con này thương hiệu Thụy Điển nha. Thụy Điển nha. Anh em nào xài DW biết rồi. Ngày xưa cái nhà cầm phải 3 triệu mấy, gần 4 triệu mới mua được con này nha. Sau này hàng xây thì cái nhà mua rẻ rồi, mấy trăm ngàn thôi. Khóa zin của nó hết à. Con này có dùng rồi nhưng mà anh Nhật cũng dùng kỹ nữa, cũng đẹp. Này kiểu thâm kim á, bình thường mặt trong mà không sao đó. Dây khóa còn ngon. Đây mặt sau thông số đủ nha, dính keo. Đây nha, mặt sau thông số đủ ha, nước vàng đẹp, dây trong khóa zin hết ha, khóa dây cui. Anh em thích đeo siêu mỏng dây da nè, chốt này đơn giản, mặt của nó là mặt trắng nhưng mà kim vàng, kim cọc số vàng ấy nha. Rồi, con này thì xây 40, hơn 40 chứ. 40,7. Đứng luôn là 46,8 mỏng. 5 ly 3 ha. Đâu. 5 ly rưỡi, 5 rưỡi nha. Dây khóa zin còn, dây còn xịn nha. Dây này đeo chán luôn đó. Rồi, con DW thương hiệu Thụy Điển nha. Máy Nhật dập vàng nha, máy Nhật xịn của nó chuẩn nha. Chỗ này thì có xíu đây nha, à, mới quay thấy nha, có xíu đây không thành vấn đề nha, không ảnh hưởng gì đâu, nó có báo hết là hàng xây mà, cứ mình quay thấy chỗ nào báo chỗ đó ha. Rồi con này em bán nha, 850 nha, 850k ha, mã D55 độ mới cao lên tay quẩy nha. Này em tay 16-17 đổ lên đeo đẹp. Có nhiều em kiểu văn phòng thích đeo mỏng, đơn giản mỏng, chốt mấy này sang. Rồi thì con đó là size 40 lẻ mấy, con này size 36 nè, anh em tay vừa tay nhỏ mấy chị nữ nè, 36 chuẩn luôn. Đứng luôn nè, 41,7. Mỏng thì 5 5 ly rưỡi thôi, tự có miếng này. Nó 5 ly rưỡi. Dây của nó là xanh, màu xanh dương, dây mới. Dây còn đẹp. Thì có dùng rồi nha, chỗ này có wifi xíu này, bassy lên bình thường ha. Nó da xịn mà. Bên hông ở đây. Này anh em tay vừa tay nhỏ hoặc là mấy chị nữ ha. Có nhiều anh em tay 14 15 mà đeo mấy giờ này bản này đúng rồi. Mặt sau còn siêu luôn, dính theo siêu rồi. Đó. Lỡ gỡ luôn. Mới ha. Gỡ cho nhà xem. Dây của nó nè. Mặt trong đúng chuẩn luôn nha, dây dẻo lắm. Nhìn chắc lắm, mấy con đúng hàng xịn nhìn cầm chắc tay. Rồi con này thì 36 em, con này có đo rồi. Rồi con này thì 750 mã D54 nha. 750k D54. Ngày xưa ở nhà bỏ bèo mấy này phải 3 3 triệu mấy mua được mấy con này đeo nha. Hàng xây giờ nó cũng hơn 85%. 8 80 hơn 85, con này tính hơn 85%. Mà nhà mua dưới 1 triệu là mấy này đeo quá hời so với con hàng mới nha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.